tóm tắt cái drama của Ren đi. Tóm tắt cái drama của Ren là hiện tại Ren đang rất là bức xúc. Đó, Ren đang bức xúc. Vì thứ nhất là hôm qua anh Tam lên, lên mạng. Anh Tam live stream xong rồi mấy ông fan vào, anh Tam nói là Ren, anh Tam nói là Ren Ren ở trong team rất là ok. Nhưng mà khi mà mấy anh em ở trên trên mạng thì lại kêu là Ren vượt quyền các thứ này nọ. Đấy, xong rồi Ren bức xúc lên đính chính. Đấy, xong rồi anh ba lại phải lên đính chính lại. Rồi, bây giờ Ren mới bị kích. Vì thời gian nó quá gấp. Khi mà mùng 1 tháng 6 là phải chốt đội hình huấn luyện viên. Cho nên là Ren cũng đang khá là bức xúc. Đang ngồi giải thích. Hết. Còn bây giờ Ren đang nói chuyện về vụ của Taki. Khi mà Taki đang bị gọi là đồn đoán, gọi là bán độ. Đấy.